Tuyển dụng công nhân nam nữ chính thức, công ty Lens, khu công nghiệp Quang Châu, công việc sản xuất và gia công kính ốp, màn hình điện thoại, máy tính bảng, môi trường làm việc phòng sạch, 100% làm ngồi, thu nhập 8 đến 12 triệu, trong đó lương cơ bản 4 triệu 900 nghìn, phụ cấp 1 triệu 100 nghìn, tăng ca ngày 150%, tăng ca đêm 180%, tăng ca chủ nhật 200%, được bổ sung hồ sơ sau khi đỗ phỏng vấn, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, được nhận lương tháng thứ 13 phỏng vấn cả trong tỉnh và ngoài tỉnh, yêu cầu tuổi từ 18 đến 36, hồ sơ được bổ sung sau, ăn hai bữa tại công ty, được hỗ trợ tìm phòng trọ cho các bạn ở xa, sớm ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc. Vậy tại sao bạn chọn Lens để làm việc? 1. Công ty tuyển công nhân chính thức số lượng lớn, ở Bắc Giang có 3 công ty điện tử lớn gồm Luxe, New Wing và Lens. 2. Công ty có tuyển riêng nam riêng nữ. 3. Là doanh nghiệp lớn nhận được nhiều đơn hàng nên ở đây công nhân có cơ hội tăng ca đều lens sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các bạn đang tìm công việc chính thức tại bắc giang nhưng không thích làm lắc xe và hồng hải cảm ơn bạn đã xem video của sao phương bắc